Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con sẽ lên một lô phôi hoa giấy Mỹ. Phôi này là phôi chưa ghép nha. Đã vào chậu sẵn như thế này luôn. Giá mềm, bao ship, gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mà muốn sưu tầm về để chơi nguyên thủy, chơi bonsai hoặc là ghép vào thì vẫn được nha. Ghép vào thì mình để lên tược rồi mình mới ghép nha cô chú anh chị. Lên tược để cho cây nó bắt rễ nhiều, mình ghép vào nó sẽ đạt hơn. Hôm nay quay 10 cây phôi. Còn 10 cây này nếu như mà bán rồi thì con cũng vẫn còn một số phôi ở đằng sau nha. Cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo, con gửi hình sau. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này thì con có Zalo luôn nha. Con sẽ đi vào cây số 1. Cây số 1 này hoành, con chỉ đo hoành cổ thôi nha cô chú anh chị, hoành cổ ở đây và chiều cao từ miệng chậu lên trên tới chỗ này. Hoành cổ nó là 25, cao 55, mã số 1 này 200 bao ship. Cây đẹp không tì vết luôn á. Cây số 1 này có 2, 4, 6, 8 nhánh nha quý anh chị. Đây là mã số 1, 8 nhánh. Cây số 2. Cây số 2 này thì có 6 nhánh. Đây, nó có 6 nhánh như thế này. Mã số 2 này hoành 24 và cao 50. Cây này giao lưu 250 nha. Đây, cây là mã số 2 nha. Mã số 3. Mã số 3 này nó có 6 nhánh luôn. Nhiều nhánh như thế này nè, mình về mình muốn ghép cây nhiều màu á là ok nha. Mã số 3 này hoành 22,5 và cao 55. Cây này giao lưu 250. Đây là cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Hôm nay quay phôi cho nên quay nhanh một tí nha. Mã số 4 này hoành 25,5 và cao 50 luôn. Thì chiều cao nó khoảng là con cắt, con cưa lại bớt là nó cao khoảng 50-55 á cô chú anh chị. Có cái hoành cổ nó khác nhau thôi. Mã số 4 này giao lưu 250 luôn nha. Cây này chơi bonsai khá là ổn nè. Tại vì nó phân tàn khá là đều luôn. Nó phân tàn xòe xung quanh rất là nhiều nhánh. 2, 4, 6, 8, 9 nhánh luôn nha cô chú anh chị. Cửu cửu luôn á. Trường tồn vĩnh cửu. Cây 9 nhánh rất là đẹp. Mã số 4. Mã số 5 này hoành 16,5 và cao 55. Cây này chỉ có 150. Rễ nó chỗ này giống như thắt bính vậy đó. Cây này phân 4 nhánh nha. Lên này nó có phân tàn thêm nè. 5, 6, 7. Mình có thể cưa cái nhánh này, mình còn 6 nhánh. Qua mã số 6. Cây số 6 này hoành 25,5 và chiều cao nó là 60. Cây này cũng giao lưu 250 luôn. Cái rễ nó giống thắt bính ha cô chú anh chị. Phôi này là lúc người ta trồng lại, người ta có quấn rễ lại rồi người ta mới trồng.
Tao nhổ lên tao quấn rễ một lần lại là mới trồng. Đây. Dáng khá là đẹp luôn. Cây này thì phân 5 nhánh nha. 1, 2, 3, 4, 5. Qua mã số 7. Mã số 7 này là cây một cốt. Mình về mình có thể ghép một cốt tàn dù nha. Cốt rất là to đẹp luôn. Mã số 7 này hoành 18 và cao 65. Giao lô 250 nha. Cây này nhìn cái dáng xa xa nè, giống như con quái thú vậy đó. Phôi khá là già luôn của chú anh chị. Chú anh chị nhìn cái màu phôi nè. Tới mã số 8. Cây này hoành 18,5 và cao 65. Mã số 8 này giao lô 200. Cây thì phân 6 nhánh tổng cộng như thế này. Ở dưới 3 nhánh nha, một tầng 3 nhánh, tầng trên lên 3 nhánh là 6 nhánh tổng cộng. Mã số 9 này hoành 25 và cao 50. Được một cây dáng đổ nha cô chú anh chị. Cây duy nhất trong lô ngày hôm nay luôn, dáng đổ đế đặc. Cây số 9 này em giao lưu 300 nha. Cây này thì phân 3 nhánh thôi. Cây phân 3 nhánh, dáng đổ như thế này. Này đế thì đặt kẹo luôn. Rễ quấn đế đặt luôn nha. Đây là cây mã số 9 nè. Cây số 10 này phân khá nhiều nhánh. 3, 6 nhánh tổng cộng nha. Còn mấy nhánh chỉ chỉ trên đây là chưa tính luôn á. Nếu mà tính mấy nhánh tách ra như thế này thì 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nhánh nha. Nếu mình ghép cao luôn á là 10 nhánh. Cây mã số 10 này hoành 20,5 và cao 70. Cây này giao lưu 200. Đây là cây mã số 10 nha cô chú anh chị. Hôm nay con quay 10 cây, cô chú anh chị mà sưu tầm được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha. Hoặc là 10 cây này con bán rồi thì con vẫn còn một lô bên ngoài nha. Đây, lô bên ngoài khá là nhiều nè. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của con thời gian vừa qua luôn.